Đây nè, cho bà Út Đượm coi đi, bà Út Đượm ơi, mấy ngày bà coi tôi bà chán chưa, cái nay tôi xuất hiện nữa nè. Ừ nè, tôi nói chuyện nè bà ơi, cho mấy bà ở Việt Nam coi tôi đi, coi tôi nói chuyện nè, giờ không có ai nói hết trơn á. Tối rồi đó, 10 giờ rưỡi ở bên này rồi đó, hơn 10 giờ rưỡi rồi đó. Thức dậy nên nó chơi. Giờ có mình tám, mà tám tám không nói chuyện nổi, rồi tám tám quay phim không à, giỡn một mình ta thấy ta mắc cười ở đây quay phim nói gì không phim nè, nói mình vậy đó. Không ai nói chuyện thì thôi đi, đừng nói chuyện. Ngủ đi con, ngủ đi phim nè. Gì mà é, nói chuyện hoài không ai, không nói chuyện với mấy người, nhiều chuyện quá, không biết giống bà nào nhiều chuyện quá vậy.